bị kẹt tàu. Muốn biết túi tiền của bạn ít đến mức nào thì hãy đến Thượng Hải, thật sự là như vậy luôn. Về khách sạn thôi. Về khách sạn thôi. Về khách sạn. Về khách sạn thôi. Hello mọi người, hôm nay Phương đến cái trung tâm thương mại này và đi ngang qua cửa hàng của Xiaomi. Cửa hàng Xiaomi điện thì đang rất là hot ở Trung Quốc và bây giờ nếu muốn mua thì phải chờ nửa năm mới mua được luôn. Thì tiện thể vào đây thì Phương sẽ review chiếc Xiaomi điện làm mưa làm gió ở Trung Quốc cho mọi người xem nha. Đây là cái phiên bản hình như là phiên bản Max. Đây là phiên bản Max. Thì xe này thì có thể chạy được 800 cây số trong một lần sạc, và đằng kia là phiên bản Pro thì có thể chạy được 700 km trong một lần sạc. Chiếc xe này thì có giá là 29,99 vạn, còn xe đằng kia thì có giá là 21,59 vạn, 21,59 vạn, khoảng tầm đó. Thì điện thoại thì là một cái thương hiệu, điện thoại Xiaomi là thương hiệu điện thoại rẻ, nhưng mà xe ô tô điện Xiaomi thì không phải là thương hiệu tầm giá rẻ cho mọi người. So với Tesla thì không phải là thương hiệu rẻ, tại vì bây giờ khoảng 100 triệu là có thể mua được chiếc xe ô tô điện. Ở Trung Quốc có rất là nhiều hãng xe ô tô điện chỉ có 100 triệu thôi, và khi mà xem review ở trên mạng thì Phương thấy Xiaomi, xe ô tô Xiaomi điện thì cũng không có quá ấn tượng, nhưng mà khi đến đây và được trải nghiệm ngồi trong xe thì thật sự rất là ấn tượng. Ở bên ngoài thì ai cũng nói là giống xe Boxster, thì Phương chưa có được ngồi trên xe Boxster nên cũng không biết, chỉ nhìn thấy trên mạng thôi. Nhưng mà Xiaomi điện thật sự khá ấn tượng và đẹp. Ở đây thì có một cái camera nè, ở hai bên cửa đều có một cái camera. Ở đây hai bên cửa đều có camera như thế này, và nó có thể nhận dạng mình để mở cửa cho mình. Nhìn cửa nè, nhìn có vẻ khi mà mình nhìn ở trên video thì cảm giác thì hơi mỏng manh, cửa thì hơi mỏng manh, nhưng mà khá là chắc chắn. Cảm giác xe này dành cho giới trẻ, mọi người Phương thấy năng động, nhìn thì cảm thấy năng động, và tốc độ mình cảm giác là tốc độ, lúc nãy thì Phương ngồi đằng trước nhưng mà bây giờ thì có người ngồi ở đằng trước rồi. Ở đây ngồi ở trong này thích lắm. Da nè mình cảm thấy da này khá là xịn. Và ở đây thì có một cái màn hình cho người ở phía sau, nó giống như một cái máy tính bảng luôn. Còn ở phía trước thì màn hình lớn. Đó, ở phía trước thì màn hình lớn như cái MacBook của mình ở nhà. Tay nắm nè, đơn giản. Tay nắm đơn giản thôi nhưng mà chắc chắn. Ở trên này thì kính mở. Trong này thì kính trong như thế này. Thì khi mình đi ở ngoài đường á, thì hôm trước Phương có ngồi xe Tesla, thì mình đi ở ngoài đường thì mình thấy được ở bên ngoài. Thì xe điện này thì chỉ cần mở lúc này thì có thể mở cửa được. Chỉ có một cái là ghế của xe này thì màu trắng, cho nên là nếu mà mình không có giữ vệ sinh thì nó sẽ rất là nhanh bẩn. Màu xanh này thì sẽ phù hợp cho ai mà kiểu như cá tính mạnh hơn. Trên kia có một cái camera, và ở phía trước thì có đến 3 camera lận. Gương xe nè, gương xe tràn viền luôn, không phải giống như xe mình đang chạy ở nhà. Rồi đi qua xe này đi. Xe này, chiếc này thì rẻ hơn. Chiếc này thì dành cho người trầm tính hơn, màu không có quá là nổi bật như chiếc đằng kia. Chiếc màu ở đằng kia hình như là ở Việt Nam mình đang có VinFast, xe ô tô điện VinFast cũng có màu như vậy. Hôm trước Phương về Việt Nam thì Phương cũng thấy có khá nhiều xe VinFast chạy như vậy. Chiếc này thì nếu mà Phương thì Phương sẽ thích cái màu này hơn. Nó điềm tính hơn, trầm tính hơn, còn màu kia nổi quá. Nhưng mà xe chiếc này thì rẻ hơn. Đương nhiên là phiên bản tiêu chuẩn thì sẽ có nhiều tính năng không có bằng so với phiên bản Max. Đây, cốp xe khá là rộng, để được cái vali lớn. Vali này vali lớn, và ngoài này có thể được để được một cái vali nhỏ nữa. Trời ơi, thích quá. Trời ơi, thích quá. Xe này khi mở bán thì như Phương vừa nói lúc nãy là giá 21,49 vạn, và xe đằng kia là 29,99 vạn. Nhưng mà bây giờ nếu mua thì phải chờ nửa năm mới có.
Còn nếu mà muốn mua, thật sự muốn mua thì có thể là mua lại xe cũ của người ta đã mua cách đây hình như là 1-2 tháng gì đó. Thì nhưng mà không chắc là mua được. Bây giờ nếu mua thì người ta muốn bán lại giá cao hơn, khoảng cao hơn 10 vạn đến 30 vạn lận. Tại vì bây giờ những người mà sở hữu xe Xiaomi thì người ta đang rất là kiếm tiền được luôn. Tại vì người ta đem cho thuê một ngày là 3.000 tệ. Khi mà mới mở bán thì người ta cho thuê 3.000 tệ. Còn hôm qua thì tụi Phương muốn gọi điện hỏi thử muốn thuê thì bao nhiêu, thì người ta báo giá cho mình là 1.500 tệ cho một ngày, còn thêm một giờ để em quay phim chụp hình gì đó thì 400 đến 500 tệ. Ở Trung Quốc bây giờ Xiaomi thì hot, cho nên là ai cũng muốn là được chụp hình, được lái thử Xiaomi. Cho nên là những người mà sở hữu Xiaomi thì bây giờ đang kiếm lời, thậm chí là đã kiếm lại được tiền mua xe rồi. Thích quá. Ở trên mạng, khi mà Phương xem review ở trên mạng thì Phương thấy cũng bình thường, nhưng mà khi mình đến xem trực tiếp như thế này thì mình mới cảm nhận được và thật sự rất là thích. Hello, xin chào mọi người. Bây giờ thì Phương đang đến sân vận động Thăng Hoa, là sân vận động bóng đá lớn nhất ở Thượng Hải. Thì chồng Phương là một fan của bóng đá, cho nên là hôm nay đến Thượng Hải thì cũng dành chút thời gian để trải nghiệm đi xem bóng đá ở trong vận động lớn nhất và hiện đại nhất ở Thượng Hải. Chắc cũng là lần đầu tiên trong Phương đánh cái sân vận động lớn như thế này, và Phương cũng là lần đầu tiên luôn. Hoa là tôi hả? Hoa là tôi hả? Bao nhiêu tiền nào? Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền nào? Mọi người xem ở đằng sau những người mặc áo màu xanh thì đang đi vào để xem bóng đá. Đây ở phía sau nữa đó. Có rất là nhiều người cũng đang đi vào phía trong sân vận động để xem bóng đá. Thì ra bây giờ mặc sao mấy phù không sao mà vậy anh? Đây chiếu sáng gọi 8.000 người chủ chiếu sáng, chỉ là đây chiếu sáng có thể chủ 8.000 người. 8.000 người. Đối, nhưng mà an bảo nguyên nhân, nó chỉ rằng chủ 4.000. 4.000. An bảo vì là an toàn, nó chỉ rằng chủ 4.000. Hôm nay có thể có bao nhiêu người? Chủ mạnh. 坐满 4万人可以坐满，4万人。哦，这个上海的球市很火爆，嗯，很多人爱看。当时我们没穿那个衣服，能不能？能不能？可能被打。为什么？为什么？以为是敌军呢。Ai vào đây cũng mua áo màu xanh để vào cổ vũ hết, hay sức mạnh vào. Đúng rồi, họ hát gì thì cứ theo hát gì, họ hát bao nhiêu thì cứ theo bao nhiêu. Nhìn nè, nì khai xin thật hận, đúng không? Rồi bây giờ chồng Phương thì kiểm tra vé bằng chứng minh nhân dân, còn Phương thì sẽ kiểm tra bằng hộ chiếu. Hộ chiếu thì sẽ đi vào cửa khác. Mình bước chân ra bên mà, mình là người nước ngoài thì mình sẽ đi một cái cửa khác và kiểm tra bằng hộ chiếu. Đi học. Hồ Châu. Hồ Châu. Hồ Châu. Rất là háo hức khi mà lần đầu tiên đi vào sân vận động chuyên nghiệp như thế này. Đi học. Kiểm tra vé. Yeah, đi thôi. Nào đi. Đây là lần thứ 3 mà Phương xem bóng đá ở Trung Quốc. Lần đầu tiên thì xem bóng đá nông thôn ở Rông Giang, lần thứ hai thì ở Quý Châu, video trước mọi người xem rồi. Và lần này là ở Thượng Hải, sân vận động lớn nhất Thượng Hải luôn. Yeah, đi vào thôi. Rồi cũng giống như lần trước thì ở đây mình cũng phải kiểm tra bao, kiểm tra túi và không được đem nước vào trong. Mấy cái chân chuẩn y phục của mình mấy giờ. Ai cũng mặc đồ của cổ động viên hết, mình không có mặc đồ, cũng hơi bị khác biệt một xíu. Còn hơn một tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ đá, cho nên là tụi Phương muốn đi lòng vòng một xíu. Ở trong sân vận động thì có bán sẵn nước uống luôn, mà cũng không có đắt lắm. Như vậy thì cũng tiện, tại vì nước mà mình đem theo thì để hết ở ngoài kia rồi, không có được đem vào. Cho nên là vào đây thì phải mua nước thôi. Cái mic khờ lưa.
你买了可乐吗？啊？对呀、啊，感觉十块钱。感觉十块钱买杯水有点贵，说买杯可乐吧。啊！要一升零升。哇，来我。trời đẹp quá à. Chúng ta đi chỗ nào đi? Chỗ nào? Chỗ人还没坐满，还有一个小时。Đến ai thì người ta tranh thủ vẫy chào. Không biết là mình có may mắn được quay trúng không. Chuẩn bị hát quốc ca rồi. Ở dưới kia người ta đem cờ xuống để chuẩn bị hát quốc ca. Nhưng mà mình thì không biết hát quốc ca. Giờ thì cũng sắp vào vào trận đá rồi. Nên là bên kia ngồi đây hết. Ở phía đằng này là cổ động viên của đội tuyển Thăng Hoa. Còn ở phía bên kia, đằng xa xa kia có một vài người thì là đội tuyển đội cổ vũ của câu lạc bộ bóng đá Thanh Đảo ở đằng kia. Có mấy người thôi. Ở xa cho nên là không có nhiều khán giả đến để cổ vũ. Nhưng mà người ta đã sắp xếp rất là xa, thấy không mọi người? Cho nên là mình xem nhưng mà rất là hơi hợt luôn.
cầu thủ nghỉ ngơi và các cổ động viên cũng ra ngoài nghỉ ngơi. Ai cũng đi ra ngoài để kiếm nước uống. Cũng muốn kiếm cái gì ăn nhưng mà đây hôm qua không bán gì ăn, thấy chỉ có bán nước uống thôi. Khi mình xem trên TV thì thấy người đông như vậy thì mình nghĩ là sẽ nóng ngột ngạt, nhưng mà ở trong sân này thì người ta thiết kế cái thoáng gió như đây là ngồi cũng không có nóng lắm, không có ngột ngạt lắm. Trời đông quá, giống như là bầy kiến vỡ tổ vậy đó. Ai cũng hút thuốc hết. Đứng đây một hồi chắc chết ngộp quá. Ghét nhất ở Trung Quốc là hút thuốc, nhìn nè. Sao luôn hả em ạ? Hả? Mấy cái đơn giao châu gian. Trời ơi, xếp hàng nhưng mà chỉ mua nước thôi. Có chỗ nào bán đồ ăn hết.进了一个，然后最后两三分钟进一个2-0。还以为零零。cứ tưởng là không đều nhưng mà cuối cùng thì đội Thăng Hoa đã thắng 2-0. Còn 5 phút nữa mới hết trận nhưng mà đội Phương sợ là tí nữa người ra đông quá. Tí nữa người ra đông quá thì mình đi ra chen lấn nguy hiểm. Cũng sợ đánh nhau. Rồi nguy hiểm nhất nữa là kẹt xe. Với lượng người 2.000 2 cái căn cho tôi dẫn hả 27,000 20.700 27.000 người, với lượng người là 27.000 người ở trong sân thì tí nữa ra thì chắc là giống như ông vợ tổ cho nên là tụi Phương phải nhanh chóng ra đây nè. Ai mà lựa chọn ra sớm như thế này thì là một quyết định đúng. Đây cũng nhiều người lo đi ra sớm. Trời ơi, wow, hông ai cũng có nhiều người giống như Phương là sợ bị kẹt xe cho nên ra họ sang xin theo chỉ xuống là bây giờ ra vận động lên đèn lên lung lên rực rỡ luôn. Cũng nhiều người giống như mình lo chạy thật nhanh sợ bị kẹt tàu. Ở ngoài nè, xe cứu thương rồi xe cảnh sát quá trời luôn. Hãy học Mình Chào điện Chú lại Chúng ta sẽ chuẩn tốt hình là Mấy cái đơn tốt rồi
都是这样想的呀，早点出来，早点走。走，不让啊！多了。早十分钟出来就不会堵车，但早十分钟出来一个球也看不到。对。从晚来一点看到两个球。漂亮吗？精彩。满意不？满意。满意。下次去北京再看一下。北京的更热闹了。还要看啊！Cũng hơi trễ rồi, tụi Phương đi ăn tối ở trong cái khu ăn uống này ở trên phố đi bộ Nam Kinh luôn. Mà hôm nay ăn đồ hơi mắc, một tô mì và một phần bánh. Hơi mắc nhưng mà không vừa ý, cho nên là không có quay cho mọi người xem ở trên con phố này. Không biết là tại vì trễ rồi, bây giờ là 10 giờ tối. Không biết vì trễ hay là đồ ở đây không ngon, nhưng mà Phương ăn đúng cái bánh nó không được tươi lắm, nhưng mà bà chủ cũng không có được thân thiện cho nên là không quay video. Giờ thì đi lòng vòng bến Thượng Hải một lúc rồi tụi Phương về lại khách sạn. May quá mấy hôm nay ở Thượng Hải thì thời tiết mát mẻ trong lành, ủng hộ mình đi chơi. Gần 11 giờ là đường Nam Kinh bắt đầu tắt đèn hết rồi mọi người. Tầm 8-9 giờ, tầm 7 giờ đến 9 giờ là đông người nhất. Mấy hôm nay ở Thượng Hải thì Phương rất là thích, về đi lại thuận tiện nè. Có thể là đi xe buýt, tàu điện ngầm, hay là xe đạp, có thể là đi đâu cũng rất là tiện luôn. Còn nếu mà tốn kém một xíu thì mình có thể đi taxi. Ăn uống thì cũng nhiều đồ ăn ngon đa dạng nữa, nhưng mà chắc chơi ở Thượng Hải ít thôi, không dám đi chơi nhiều, tại vì ở Thượng Hải cái gì cũng đắt đỏ hết. Thật sự là ăn uống hay là mua sắm, mà cũng có thể là tại vì ở Thượng Hải có nhiều cái mình thích trải nghiệm, như là đồ ăn nè, cả mua đồ nữa, nhiều cái để mua, cho nên là đến Thượng Hải thì mình sẽ khá là tốn nhiều tiền. Đúng như người ta nói là nếu mà biết bạn nhỏ bé như thế nào thì hãy đến Bắc Kinh. Còn nếu mà muốn biết túi tiền của bạn ít đến mức nào thì hãy đến Thượng Hải. Thật sự là như vậy luôn. Ở đây thì có rất nhiều thứ mình muốn mua, nhưng mà túi tiền thì lại có giới hạn. Bây giờ thì tụi Phương sẽ thuê một chiếc xe đạp để chạy đến bến xe buýt. Đi xe buýt về khách sạn. Tại bến Thượng Hải thì cách khách sạn 2 cây số, 3 cây số, gọi xe thì 14 tệ, nhưng mà chờ hơi lâu. Bây giờ thì tại vì có nhiều người đặt xe quá, cho nên là đặt xe hơi khó. Tụi Phương sẽ đi xe đạp đến đến rồi đi xe buýt. Đi xe buýt thì khá là rẻ. Phương rất là thích đi xe đạp như thế này. Nếu mà ở Quý Châu có xe đạp như thế này thì mình đi những địa điểm gần đó mọi người. Đi địa điểm gần rồi, hay là muốn đi xa ở công viên thì cũng rất là tiện. Có một chiếc xe đạp, không biết là mọi người có ai còn nhớ Phương có mua một chiếc xe đạp, nhưng mà từ ngày mua đến bây giờ thì chắc đạp được 2 lần. Tại vì mua chiếc xe nhỏ quá, chồng Phương mua cho Phương một chiếc xe nhỏ quá nên là đi lại không có tiện. Cuối cùng là mua mà để 2 năm rồi, mới đi được có 2 lần thôi, chủ yếu là đi xe máy điện. Nhưng mà nếu mà thời tiết đẹp, mình chạy xe đạp như thế này đi lòng vòng ở trong thành phố, những địa điểm gần thì cũng khá tiện. Không biết đường đi cho nên là phải xem bản đồ. Hai xe chín mẹn. Hai hôm chồng Phương không có đi với Phương, một mình Phương đi thì thường xuyên bị lạc đường. Mà mỗi lần lạc đường thì cảm thấy bế tắc đó mọi người, tại vì mất nhiều thời gian để di chuyển. Nhưng mà những địa điểm mình muốn đi thì khá là nhiều, không có đi hết được. Mà buổi tối này, ở khu đường này đúng ra là có thời gian ban ngày thì Phương sẽ đạp xe một vòng để đi chơi đi xem, nhưng mà cuối cùng vẫn chưa có đủ thời gian để đi. Thượng Hải còn nhiều địa điểm mình muốn đi mà chưa đi được lắm. Nếu mà muốn quay hết video ở Thượng Hải chắc phải ở đây cả tháng trời thì mới đi hết được các ngõ ngách ngóc mách. Còn 7 phút nữa mới có xe đến.
lên lên sao bây giờ? Xe đạp thì ở những cái trạm xe buýt thì đều có những cái bãi đỗ xe như thế này. Nếu mà mình đậu không đúng chỗ thì người ta sẽ không cho mình trả xe đâu mọi người. Không cho mình trả xe rồi sẽ trừ tiền ở trong WeChat của mình đó. Cho nên là mình phải đậu đỗ đúng chỗ, đúng nơi đúng chỗ. Đó thì ở những cái trạm xe buýt như thế này, hay là ở trước những cái cổng tàu điện ngầm, trước cái cổng vào đến tàu điện ngầm thì cũng sẽ có nơi để mình đậu xe đạp. Bạn này không có mặc áo khoác nên là bây giờ đang rất là lạnh. Mong cho xe mau tới để được về khách sạn. Em mới lên. Khóa học. Nữ sợ. Lúc chiều đây là trời nắng cho nên là không mặc áo khoác. Bây giờ là khuya rồi thì tầm 18 độ nên là hơi xe lạnh một xíu. Nếu mà mặc ấm đủ, có áo khoác thì đi ra ngoài chơi sẽ thích hơn. Về khách sạn thôi. Về khách sạn thôi. Về khách sạn. Về khách sạn thôi. Ra sửa rồi đi. Về khách sạn thôi. Về khách sạn thôi. Về khách sạn thôi. Ok. Ai à, tôi học học xuế mà. Về khách sạn thôi. Đúng đúng đúng, rất tốt rất tốt. Về khách sạn thôi. Hay yêu số gì mà? Nghỉ chứ. Hôm nay. Mai gặp. Mai gặp. Chắc rồi đấy, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Bye bye, xin chào. Chào. À hả? Bố hả? Hôm nay trời lạnh lắm. Hôm nay trời lạnh lắm à. Mama số mà. Hôm nay. À không điều. Hôm nay mà hôm nay trời lạnh lắm. Hôm nay trời lạnh lắm. Không chờ, không lạnh, không lạnh. Không lạnh. Không có lạnh, chính là chuẩn sợ. Không mặc áo khoác. Không mặc áo khoác. Quay xe đến rồi, xe đến rồi. Ờ, chưa tao là chưa tao. Cho mình báo xe về luôn. Báo xe về. Cái gì đây mà? Cứ tưởng là mình bao xe. Yo, lạnh quá. Video hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn mọi người nha. Bye bye. Mọi người nhớ. Ai yêu thắp tin, thắp tin, thắp tin. À, bây giờ là gần 12 giờ. À, 12 giờ gần 12 giờ rồi. Và thời tiết thì hơi lạnh. Tối khuya thì hơi lạnh. Tụi Phương cũng không có đi chơi nhiều, đi về. Tại vì hành trình còn rất là dài cho nên là mình cũng phải giữ sức. Chứ còn nếu mà mấy ngày đầu mà đuối thì những ngày sau thì không biết phải làm thế nào. Phương đi đường thì Phương cũng chắc là muốn quay xong rồi lên video ngay để đăng cho mọi người cùng xem. Rồi khi mà mọi người bình luận thì Phương cũng có nhiều động lực để Phương làm. Nhưng mà đi ban ngày xong rồi tối về làm video thì không kịp, không nổi. Mọi người làm edit video thì khá là lâu. Cho nên là video đăng lên thì cũng hơi lâu. Khi mà mọi người xem được video này thì không biết là Phương đang ở đâu. Nhưng mà mọi người nhớ ủng hộ Phương, thả tim bình luận để cho Phương có nhiều động lực để Phương làm video nha mọi người. Quay và edit như thế này thật sự mất rất là nhiều thời gian luôn. Thậm chí là đợt trước, chuyến đi trước còn nhiều video ở Bắc Kinh mà Phương chưa edit. Đi quay mấy ngày nhưng mà chưa edit, rồi để lâu quá cuối cùng cũng không edit luôn. Thôi cảm ơn mọi người nhiều nha. Bye bye. Hẹn mọi người ở những video sau. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye.